Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 105, Hồi ức Mặc dù ký ức của Chu Gia Ngư rất mơ hồ và không rõ ràng về người trước mặt, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng người này không lừa dối mình. Khi xe đến nơi, Chu Gia Ngư nhìn thấy khung cảnh xung quanh, hắn một lần nữa khẳng định điều này. Có thể nhớ lại gì không? Người đàn ông hỏi hắn, Chu Gia Ngư nhìn mái tóc mình bị tờ giấy kia làm thành tổ chim, nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Hắn lo sợ nghĩ thầm, thôi thì tổ chim cũng được, tờ giấy này chắc không dễ chọc. Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông, Chu Gia Ngư thận trọng trả lời, ta không nhớ rõ. Khi tỉnh lại, ta không nhớ ai cả. Hắn lộ ra vẻ chân thành, muốn cho người đàn ông thấy rằng hắn không cố ý quên, mà thực sự không nhớ người đàn ông nhìn hắn lạnh lùng, sau đó đưa tay ra. Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ nắm lấy tay anh. Ta là Lâm Trục Thủy, người đàn ông ôn tồn nói, cúi người hôn lên tai Chu Gia Ngư. Hơi thở ấm áp của anh làm tai Chu Gia Ngư nóng lên, hắn cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Người đàn ông tiếp tục, ta là tiên sinh của ngươi. Chu Gia Ngư ngay lập tức mặt đỏ, run rẩy gọi, tiên sinh lâm trục thủy hài lòng ôm chu gia ngư và đưa hắn vào sân sân rất rộng khắp nơi là cây cỏ xanh tươi chu gia ngư cảm thấy nơi này rất quen thuộc như thể hắn đã từng đến đây nhưng do nằm trên giường quá lâu cơ thể yếu ớt nên không thể tự mình đi lại lâm trục thủy ôm hắn đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ khi thấy ngôi nhà gỗ cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng chu gia ngư hoàn toàn chắc chắn mình đã từng đến đây Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nói, "Chào mừng ngươi trở về." Nói rồi, anh ôm Chu Gia Ngư vào trong nhà. Trong phòng khách của ngôi nhà gỗ, có năm người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi. Trên ghế salon bên phải có một con chó trắng như tuyết. Khi nhìn thấy họ bước vào, mọi ánh mắt đều đầy phấn khích. Người phụ nữ chạy đến trước mặt Chu Gia Ngư và kêu lên, "Chu Gia Ngư." Chu Gia Ngư giật mình, nhỏ giọng nói, chào cô. Người cuối cùng đã trở về. Người phụ nữ nhận ra điều gì đó không đúng, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lâm Trục Thủy nói, hắn không nhớ gì cả. Người phụ nữ ngạc nhiên, không nhớ rõ. Cô nhìn Chu Gia Ngư từ đầu đến chân, Gia Ngư, ngươi không phải giả vờ mất trí nhớ để trốn tránh tiên sinh chứ? Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ta đã làm gì sao? Tại sao phải sợ anh ấy trách? chẳng lẽ trước đây ta là kẻ xấu? Với tâm trạng đầy nghi vấn, Chu Gia Ngư nói, xin lỗi, ta thực sự không nhớ gì cả. Ta là Lâm Giác, người phụ nữ giới thiệu, rồi quay lại nhìn những người phía sau, bọn họ ngươi có nhớ không? Chu Gia Ngư theo ánh mắt của Lâm Giác, thấy năm người đàn ông, mỗi người có một phong cách riêng, nhưng một người trong đó đặc biệt nổi bật vì da quá đen. Chu Gia Ngư nhìn kỹ họ, lặng lẽ lau mồ hôi, rồi giả vờ bình tĩnh, hình như ta nhớ một người. Hắn chỉ vào người da đen, "Ngươi là tên Hắc đúng không?" Người da đen, nhỏ tuổi nhất, nghe vậy biểu hiện trở nên vặn vẹo, nghiến răng nói, "Chu Gia Ngư, ngươi nói gì vậy?" Chu Gia Ngư nhìn vẻ mặt hắn, thậm chí còn nghi ngờ nếu Lâm Trục Thủy không ôm hắn, người này sẽ xông lên đánh hắn. "Ồ, Chu Gia Ngư cười gượng, "Thật xin lỗi, ta thật sự không nhớ rõ." lâm giác cười đến chảy nước mắt ta muốn cười chết gia ngư ngươi sao lại đáng yêu như vậy mặc dù không nhớ gì nhưng vẫn kích động thẩm nhất cùng sau đó lâm giác giới thiệu từng người cho chu gia ngư đây là thẩm nhất cùng thẩm nhị bạch thẩm triều tam thẩm mộ tứ và đây là tiểu kim chu gia ngư lắng nghe từng cái tên vui mừng hỏi chúng ta đều là bạn bè sao thẩm nhất cùng bất ngờ nói không ngươi không phải là bằng hữu của chúng ta chu gia ngư a à. thẩm nhất cùng tiếp tục ngươi là sư nương của chúng ta chu gia ngư a à. nghe thấy thẩm nhất cùng nói vậy trong đầu chu gia ngư không hiểu sao lại tưởng tượng ra một câu chuyện kịch tính mình và người đàn ông kia muốn ở bên nhau nhưng gia đình anh ta không đồng ý trong cơn tức giận mình rời đi và gặp tai nạn mất trí nhớ Cuộc đời của mình có vẻ đặc sắc quá, Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy hào hứng. "Vậy Gia Ngư, ngươi còn nhớ gì về đệ đệ của ta không?" Lâm Giác hỏi. Chu Gia Ngư lắc đầu, thật thà trả lời, "Không nhớ gì cả." "Ồ." Lâm Giác cười nhạt, ánh mắt cô như cười mà không phải cười, khiến Chu Gia Ngư cảm thấy rùng mình và vô thức rụt lại. "Không sao." Lâm Giác cuối cùng nói mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chu Gia Ngư cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau, là Lâm Trục Thủy. Anh tựa vào người hắn, khẽ thì thầm, người cuối cùng cũng trở về. Chu Gia Ngư mơ hồ cảm nhận được điều gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Trục Thủy. Sau đó, Chu Gia Ngư được yêu cầu ở lại nơi này. Hắn lo lắng bạn bè sẽ tìm kiếm mình khắp nơi, nhưng ngày hôm sau Lâm Trục Thủy đã mời tất cả bọn họ đến ta và Chu Gia Ngư đã yêu nhau ba năm, Lâm Trục Thủy nói với bạn bè của Chu Gia Ngư, vẻ mặt anh pha chút buồn bã, nhìn làm người ta tan nát cõi lòng. Như thể Chu Gia Ngư thật sự là kẻ bạc tình, nhưng hắn không muốn công khai quan hệ của chúng ta. Rồi đột nhiên hắn mất tích, ta luôn tìm kiếm, không ngờ phải đến bây giờ mới tìm thấy. Chu Gia Ngư, ngồi bên cạnh được chăm sóc chu đáo, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của bạn bè, chỉ có thể lúng túng thừa nhận mình không nhớ gì. Vậy bây giờ ngươi muốn ở lại đây sao?" Bạn nữ đang mang thai hỏi. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy, thấy anh cười nhạt, hắn do dự rồi gật đầu, "Muốn. Ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc." "Không ngờ ngươi lại giỏi giấu giếm như vậy." Bạn bè cảm thán, "Chu Gia Ngư, ngươi luôn giả vờ là một kẻ độc thân, nhưng đã yêu từ lâu rồi, thật quá đáng." Chu Gia Ngư lúng túng cười, cảm nhận sự ấm áp từ tay Lâm Trục Thủy. Mọi chuyện được quyết định như vậy, Chu Gia Ngư sẽ ở lại. Bạn bè hắn sau khi xác nhận Lâm Trục Thủy đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo mới rời đi, hứa hẹn sẽ thường xuyên đến thăm và giám sát. Lâm Trục Thủy mỉm cười đồng ý. Cùng ngày, Chu Gia Ngư ở lại. Trong nhà, cả Tiểu Hoàng và Tiểu Chỉ đều rất thích hắn. Hắn tay trái vuốt ve Tiểu Hoàng, tay phải cưng nựng tiểu chỉ, cuộc sống trôi qua thật dễ chịu. Đồ ăn ở đây đều là những món hắn thích, điều này càng khiến Chu Gia Ngư tin rằng mình đã từng sống ở đây. Điều duy nhất không hoàn hảo là việc phục hồi. Khi tìm thấy Chu Gia Ngư và biết tình trạng của hắn, Lâm Trục Thủy ngay lập tức tìm kiếm bác sĩ phục hồi tốt nhất và lên kế hoạch chi tiết. Từ chế độ ăn uống, vận động hàng ngày, mọi thứ đều được thiết kế để giúp Chu Gia Ngư phục hồi nhanh nhất nhưng việc phục hồi cơ bắp teo tóp không hề dễ dàng khi chu gia ngư cố gắng đi lại mồ hôi lạnh thấm đẫm áo vì đau đớn hắn còn chưa kịp nói gì thì lâm trục thủy đã sốt ruột không có phương pháp nào tốt hơn sao lâm trục thủy tranh cãi với bác sĩ ta chỉ cần phương pháp ít đau đớn nhất bác sĩ nói gì đó lâm trục thủy lạnh lùng đáp không cần nhanh chỉ cần ít đau đớn nhất chu gia ngư bước vào thấy Lâm Trục Thủy và bác sĩ đầy mặt bất đắc dĩ. Tiên sinh, ta không sao. Chu Gia Ngư đã quen gọi Lâm Trục Thủy là tiên sinh, ta muốn sớm khôi phục, thật sự không sao. Lâm Trục Thủy đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, vẻ mặt tối tăm, ta không muốn thấy ngươi đau. Chu Gia Ngư không hiểu tại sao Lâm Trục Thủy lại phản ứng mạnh như vậy với từ đau, chỉ biết an ủi rằng mình không đau đến mức đó và muốn sớm bình phục trường đau không bằng đoàn đau, sớm kết thúc. Lâm Trục Thủy nói, người vừa nói không đau, giờ lại nói trường đau không bằng đoàn đau. Chu Gia Ngư, tiên sinh, ngài không cần dùng vẻ mặt lạnh lùng để cố tình gây sự có được không? Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười, cuối cùng Lâm Trục Thủy cũng đồng ý theo ý kiến của hắn, nhưng dặn dò nếu không chịu nổi phải nói, anh sẽ tìm phương pháp tốt hơn. Việc phục hồi cứ thế tiếp tục, Chu Gia Ngư ngày nào cũng cắn răng kiên trì, mồ hôi làm ướt đẫm quần áo từng bộ một. Ban ngày mồ hôi đổ nhiều như vậy, buổi tối tất nhiên cần được rửa ráy kỹ càng. Trước đây những việc này đều do hộ lý làm, nhưng bây giờ người giúp hắn lại là Lâm Trục Thủy. Giữa làn khói hơi nước lượn lờ, hai người ngồi trong bồn tắm, Chu Gia Ngư được Lâm Trục Thủy ôm vào lòng, nhẹ nhàng gội đầu cho hắn từ phía sau. Chu Gia Ngư quá gầy Nằm trên giường mấy năm, cơ bắp gần như teo lại, toàn thân chỉ còn lại xương. Lâm Trục Thủy dịu dàng xoa đầu cho hắn, thỉnh thoảng hỏi cường độ có ổn không. Chu Gia Ngư lúc đầu còn ngượng ngùng khi được Lâm Trục Thủy tắm rửa, nhưng sau vài lần, hắn đã quen dần. Lúc này, hắn nằm trong lòng Lâm Trục Thủy, gần như sắp ngủ. Lâm Trục Thủy gọi khẽ, "Gia Ngư." "Ưm, tốt lắm." Chu Gia Ngư mơ màng trả lời. Ưm, giọng Lâm Trục Thủy trầm thấp, mang theo cảm xúc thường ngày không có, cầm anh tựa lên vai Chu Gia Ngư, hai người sát gần nhau, ta rất nhớ ngươi, nhớ đến đau lòng. Chu Gia Ngư lập tức tỉnh táo, thì thầm, xin lỗi. Ta không cố ý ngủ lâu như vậy. Không phải lỗi của ngươi, Lâm Trục Thủy nói, người nên xin lỗi là ta. Anh xoa bóp khớp xương của Chu Gia Ngư, giúp hắn thư giãn là ta không bảo vệ được ngươi chu gia ngư bị xoa bóp có chút đau đớn cắn răng khẽ rên không khí xung quanh có chút không đúng lâm trục thủy bỗng chốc im lặng hơi thở trở nên nặng nề hơn hai người thân thể chạm nhau mọi biến đổi đều rất rõ ràng chu gia ngư cảm nhận được một vật cứng nóng chặn lại thân thể lập tức cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao ngươi thấy ghét sao lâm trục thủy hỏi khẽ từ phía sau không không ghét mặc dù lâm trục thủy nói họ đã yêu nhau nhiều năm nhưng khi thực sự đối mặt với tình huống này chu gia ngư vẫn cảm thấy như lần đầu tiên tay chân luống cuống hắn thực sự không ghét sự tiếp xúc của lâm trục thủy thậm chí khi dính vào anh còn cảm thấy tim đập mạnh câu trả lời của hắn khiến lâm trục thủy thở phào nhẹ nhõm lâm trục thủy chậm rãi hôn tai chu gia ngư nếu ngươi nói ghét ta thực sự không biết phải làm sao chu gia ngư nghe giọng điệu ấy không hiểu sao cũng thấy đau lòng hắn nắm tay lâm trục thủy cố gắng lấy dũng khí ta không ghét nếu ngươi muốn ta có thể ta rất muốn lâm trục thủy nghiêm túc nói khi tìm thấy ngươi ta chỉ muốn ôm ngươi thật chặt chu gia ngư không ngờ anh thẳng thắn như vậy tim hắn đập thình thịch nhưng bây giờ không được Thân thể ngươi quá yếu. Lâm Trục Thủy ngón tay trượt dọc theo cột sống Chu Gia Ngư, đến vết thương do tai nạn, anh nhẹ nhàng xoa, giọng mang theo đau lòng, "Có đau không?" "Ưm." Ừ, Chu Gia Ngư gật đầu, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, không đau như trước. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, "Nếu ngươi không ngại, ta có thể dùng tay giúp ngươi." Lâm Trục Thủy nghe vậy, cười trầm thấp, hôn lên vai Chu Gia Ngư nói một tiếng, được. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy không xuất hiện ở bữa sáng, mãi đến trưa mới thong thả bước ra. Lúc này là mùa hè, dù Lâm Trục Thủy rất chú ý, nhưng vẫn để lại một vài dấu vết. Mọi người đều thấy, nhưng vì sợ Chu Gia Ngư ngại ngùng, họ đều giả vờ không nhìn thấy, mãi đến khi hai người đi làm phục hồi vào buổi chiều, mới thì thầm vài câu. Trục Thủy cuối cùng cũng hành động rồi lâm giác uống trà chiều cảm thán ta tưởng lần này ít nhất phải một năm đúng vậy thẩm nhất cùng đồng ý tiên sinh sau một lần yêu đương quả nhiên khác trưởng thành hơn nhiều lâm giác hỏi vậy khi nào ngươi mới yêu đương thẩm nhất cùng làm rơi vỡ cốc và bỏ đi để lại lâm giác cười ha ha dù lâm trục thủy đã tìm thấy chu gia ngư hai người nhanh chóng tiến triển nhưng việc chu gia ngư từng qua đời vẫn để lại di chứng ví dụ như vào dịp tết từ nhập vọng đến viếng mộ chu gia ngư tiện thể đến lâm gia thăm mọi người khi vừa bước vào phòng anh thấy lâm trục thủy ôm một thanh niên lạ hai người ngồi dựa vào nhau trên ghế salon thanh niên kia trông rất đẹp trai nhưng có vẻ đã bệnh nặng bên cạnh còn có một chiếc xe lăn theo bối phận từ nhập vọng là hậu bối của lâm trục thủy nhưng khi thấy cảnh này từ nhập vọng không kìm được phẫn nộ chu gia ngư mới mất một năm lâm trục thủy đã tìm người mới thay thế vị trí của hắn sự phẫn nộ này bùng nổ khi biết thanh niên này cũng tên là chu gia ngư từ nhập vọng giận dữ nói lâm trục thủy ngươi thật quá đáng lâm trục thủy nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn từ nhập vọng chu gia ngư bị giật mình nhìn thấy người đàn ông đầu chọc mang dây chuyền vàng to lớn cơ bắp rắn chắc hắn cảm thấy như đang đối mặt với xã hội đen Thẩm Nhất cùng cũng kinh ngạc, Từ Nhập vọng, ngươi điên rồi sao? Sao lại nói như vậy? Từ Nhập vọng đáp, ta có nói sai sao? Chu Gia Ngư mới mất được bao lâu, Lâm Trục Thủy đã có tân hoan rồi. Hắn nghiến răng, rõ ràng cảm thấy bất bình thay cho Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi nói linh tinh. Đây chính là Chu Gia Ngư. Ngươi ra ngoài, để ta giải thích rõ cho ngươi. Từ Nhập vọng rõ ràng không tin thầm nhất cùng có gì để giải thích, nhưng vẫn hung hăng liếc nhìn Lâm Trục Thủy một cái rồi quay người đi ra ngoài. Chu Gia Ngư cũng bị Từ Nhập vọng nhìn chằm chằm, hắn hỏi: "Tiên sinh, người này nói cái gì vậy?" Lâm Trục Thủy mặt không biểu cảm nói: "Không có gì, hắn đầu óc có vấn đề." Chu Gia Ngư. Sau 20 phút, Từ Nhập vọng trở lại, biểu cảm có phần gượng gạo, hắn tựa hồ đã chuẩn bị tâm lý nhìn chu gia ngư chu gia ngư ngươi còn nhớ ta không chu gia ngư chưa kịp trả lời thẩm nhất cùng đã lầm bầm sao có thể nhớ được nếu hắn nhớ ngươi mà quên tiên sinh không phải là một trận rắc rối sao chu gia ngư dè dặt hỏi ta nợ ngươi tiền à từ nhập vọng thẩm nhất cùng cố nín cười từ nhập vọng đáp nợ không ít chu gia ngư quay sang nhìn lâm trục thủy Lâm Trục Thủy cười lạnh, từ nhập vọng, ngươi lại ngứa ra rồi sao? Từ nhập vọng gãi đầu chọc, lúng túng cười, sau đó xin lỗi Lâm Trục Thủy, nói mình không nên gọi như vậy, chỉ vì lo lắng Chu Gia Ngư bị bắt nạt nên mới phản ứng mạnh. Lâm Trục Thủy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nói gì. Tuy không đuổi từ nhập vọng ra ngoài, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là thân thiện. Chu Gia Ngư vẫn sợ từ nhập vọng, núp trong lòng lâm trục thủy không dám động đậy. Từ nhập vọng có vẻ bất đắc dĩ, hàn huyên vài câu rồi đứng dậy cáo từ, hứa sẽ trở lại thăm. Thẩm nhất cùng, ngươi định bao lâu thì quay lại? Từ nhập vọng nói, hoặc là ta để tóc dài lại, hoặc là chờ chu ra ngư nhớ ra ta. Thẩm nhất cùng cười ha ha. Từ nhập vọng rời đi, trong lòng cảm thấy đồng cảm, không biết khi trở về có nên thảo luận với từ giám về kiểu tóc hay không. Ở lại lâm gia một thời gian, Chu Gia Ngư bắt đầu khôi phục ký ức một phần. Hắn nhớ lại tên của vài người bạn, sau đó nhớ mình là một công chức. Những ký ức này khôi phục rời rạc, không liên tục, vẫn là do Chu Gia Ngư cố gắng suy nghĩ mà ra. Nhưng trong trí nhớ của Chu Gia Ngư, vẫn không có gì liên quan đến Lâm Trục Thủy. Mặc dù cảm giác quen thuộc, nhưng người này như bị xóa sạch khỏi trí nhớ của hắn chu gia ngư thấy buồn hỏi lâm trục thủy nếu ta không nhớ lại được ngươi có bỏ rơi ta không lâm trục thủy cười hiền không nhớ được thì không sao hiện tại cũng tốt rồi chu gia ngư cảm thấy áy náy nhìn thấy tóc trắng của lâm trục thủy biết anh tìm kiếm mình rất cực khổ nhưng dù cố gắng đến đâu hắn vẫn không nhớ ra lâm trục thủy nhìn thấy dáng vẻ của chu gia ngư sợ hắn quá để ý nên không nhắc lại chuyện này nữa Tại Lâm gia, Chu Gia Ngư rất vui vẻ. Nhưng theo thời gian, quan niệm duy vật của hắn dần bị lật đổ. Nhất là khi thấy tiểu chỉ, một mảnh giấy trắng nhảy nhót gọi hắn là cha, hắn còn phát hiện mình có thể thấy những thứ khác. Một ngày, họ ra ngoài ăn tối, Chu Gia Ngư nhìn thấy ngoài phòng có những bóng trắng thoáng qua. Ban đầu hắn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng sau khi xoa mắt, bóng trắng kia càng rõ ràng. Các ngươi thấy gì không? chu gia ngư sợ hãi hỏi mặt tái nhợt chỉ là mấy thứ bẩn thỉu thôi lâm trục thủy ngồi bên cạnh giọng điệu không đổi đến đây ăn tôm nào chu gia ngư há miệng ngay lập tức lâm trục thủy đút cho hắn một con tôm đã bóc vỏ sẵn những người khác vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra khiến chu gia ngư không khỏi cảm thấy mình có phải đã phản ứng quá mức yên tâm yên tâm thẩm nhất cùng nói trước kia mỗi lần ngươi ăn tối đều gây chuyện, nên lần này ta mới dẫn tiên sinh theo. Chu gia ngư, hóa ra mình còn có thói quen kỳ lạ này. Mọi người uống bia, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, thẩm nhất cùng là người nói nhiều nhất, kể lại rất nhiều chuyện trước đây của Chu gia ngư. Có những việc Chu gia ngư cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng có những chuyện hắn hoàn toàn không nhớ gì, chẳng hạn như việc thẩm nhất cùng nói hắn mượn 2.000 đồng. Chu Gia Ngư tỏ ra hoài nghi nhưng dù sao ngươi đã trở về vậy là tốt rồi thẩm nhất cùng uống cạn ly bia thở dài may mà tiên sinh tìm được ngươi không thì chúng ta cũng không biết phải làm thế nào nghe thấy giọng nói cay đắng của thẩm nhất cùng chu gia ngư mơ hồ đoán được trong khoảng thời gian mình mất tích đã xảy ra rất nhiều chuyện và mái tóc bạc của lâm trục thủy chính là bằng chứng rõ ràng nhất sau vài vòng rượu mọi người bắt đầu say lâm trục thủy cũng uống không ít chỉ có Chu Gia Ngư là không uống gì nhiều vì lý do sức khỏe. Lâm Giác đứng lên nói muốn ra ngoài hát mừng, không ai ngăn cản, thậm chí Thẩm Nhất cùng còn chọn bài cho cô. Tiểu Kim mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đi cùng Lâm Giác ra ngoài, sợ cô gặp nguy hiểm nếu đi một mình. Chu Gia Ngư cười nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Trục Thủy, và trong đầu hắn chợt hiện lên một đoạn ký ức cái gì lâm trục thủy quay đầu lại chu gia ngư ngạc nhiên nhận ra mình vừa vô thức nói ra suy nghĩ của mình nhưng nhìn vào đôi mắt đen của lâm trục thủy mang theo men say và vẻ ôn nhu hắn không thể làm gì khác hơn là lặp lại tiên sinh ngươi có thể nhìn thấy phải không lâm trục thủy dừng động tác ngươi nhớ ra rồi ưm ừ. chu gia ngư mỉm cười tiến lại gần hôn lên mi mắt của lâm trục thủy ta nhớ ra rồi những ký ức về Lâm Trục Thủy, tất cả lại tràn về trong đầu hắn. Hắn nhớ lại tất cả những gì liên quan đến Lâm Trục Thủy, nhớ lại họ từng xa cách và giờ đây, họ lại được đoàn tụ. Chương 106: May mắn. Chu gia ngư vốn nghĩ việc khôi phục ký ức của mình chỉ là trùng hợp. Nhưng không ngờ rằng đêm đó, hắn lại mơ thấy một con chim lớn rực lửa. Con chim bay lơ lửng giữa bầu trời đêm tối tăm, nhìn xuống hắn từ trên cao ngọn lửa trên người nó sáng trói rực rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt chu gia ngư ngẩng đầu nhìn con chim trong khoảnh khắc hắn không thể phân biệt được mình đang ở trong mơ hay thực tại chim lớn mở miệng gọi tên hắn chu gia ngư chào ngươi chu gia ngư cẩn thận chào hỏi rất vui vì ngươi đã trở lại chim lớn đáp xuống trước mặt chu gia ngư đôi mắt đen của nó tràn đầy vẻ ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn dù ngươi tỉnh lại có hơi chậm nhưng ta vẫn giữ lời hứa. Còn những ký ức ấy, ngươi đã khôi phục chưa? Chu Gia Ngư gật đầu, nói mình đã khôi phục ký ức. Tuy nhiên, nghe câu trả lời của hắn, chim lớn lại tỏ ra buồn bã, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lầm bẩm quên cũng tốt. Ngươi tên gì vậy? Chu Gia Ngư nhìn vào đôi mắt của nó, cảm nhận được nỗi buồn. Chim lớn nghiêng đầu, tự giới thiệu ta là Tế Bát. Chu Gia Ngư, tên hay lắm. Tế bát nghe vậy liền cười, giống như trước đây mà. Chu gia ngư mờ mịt, định hỏi thêm thì thấy chim lớn cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi có thể vuốt đầu ta không? Chu gia ngư ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột này, nhưng thấy đó không phải là yêu cầu quá đáng, liền gật đầu đồng ý. Chim lớn cúi đầu, đặt vào tay Chu gia ngư. Chu gia ngư dùng tay vuốt ve đầu của nó, lông chim mềm mại và mượt mà, rất dễ chịu. Hắn không nhịn được, vuốt ve thêm vài lần nữa rồi mới dừng lại. Sau đó hắn nghe thấy chim lớn hỏi, ta và Hoàng Thử Lang, ai dễ chịu hơn? Chu Gia Ngư, đây là câu hỏi gì kỳ quái thế? Nhưng trước ánh mắt mong đợi của chim lớn, Chu Gia Ngư quyết định phản bội tiểu hoàng, người dễ chịu hơn, rất mềm mại và mượt mà. Hừ, tế bát kiêu ngạo ngừng đầu, ta đã biết, ta nhất định dễ chịu hơn nó. Chu Gia Ngư nhìn về mặt của nó, nghĩ thầm rằng chắc chắn Tế Bát và Tiểu Hoàng có sự cạnh tranh nào đó. Ta phải đi rồi, Tế Bát lại dùng đầu to của mình cọ vào Chu Gia Ngư hai lần, ngươi phải sống tốt, sống đến 80 tuổi, không, 100 tuổi. Chu Gia Ngư vừa nói một tiếng đồng ý, đã thấy chim lớn bị ngọn lửa bao phủ bay lên bầu trời đêm, dần dần nhạt đi và biến mất trong tầm mắt. Chu Gia Ngư tỉnh giấc, mở mắt ra, phát hiện vẫn là nửa đêm. Lâm Trục Thủy ôm hắn ánh mắt mở ra có thể nhìn thấy mặt nghiêng của lâm trục thủy vừa nãy là mơ sao chu gia ngư mơ hồ nghĩ nếu là mơ tại sao lại chân thực như vậy hắn nghĩ đi nghĩ lại dần dần chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau chu gia ngư kể lại giấc mơ này cho lâm trục thủy nghe lâm trục thủy sau khi nghe xong trầm ngâm vài giây hỏi chu gia ngư con chim kia tên gì Tế Bát, Chu Gia Ngư vừa nói xong tên này liền cảm thấy có gì đó không đúng, lộ ra biểu tình lúng túng. Lâm Trục thủy ánh mắt thâm trầm, nhìn Chu Gia Ngư với vẻ khó hiểu, đồ ngốc. Chu Gia Ngư, ta không phải, ta không có, tại sao con chim kia lại tên như vậy, nói ra không chút nào hài hòa. Dù sau đó Chu Gia Ngư cố gắng giải thích rằng hai chữ này không giống nhau, thực sự không phải do hắn nghĩ sai, mà con chim kia chính là có tên đó nhưng Lâm Trục Thủy lại nhẹ nhàng cúi người, hôn lên chán hắn, nói, ngoan, đừng nói về con chim lớn hay tế bát nữa, tối nay chúng ta sẽ nói rõ ràng. Chu Gia Ngư lúc này mới nhận ra mình đã nhảy vào một tình huống khó giải thích. Từ sau khi tế bát xuất hiện, tốc độ hồi phục của Chu Gia Ngư trở nên kỳ diệu. Giống như cây khô đón mùa xuân, ba tháng sau, hắn đã có thể đi lại, tuy rằng cần gậy, nhưng ít nhất có thể tự mình di chuyển những ký ức sau khi sống lại cũng không khôi phục toàn bộ cùng lúc, mà là từng chút một, hắn đầu tiên nhớ lại Lâm Trục Thủy, sau đó nhớ lại những người trong nhà, rồi đến Tiểu Chỉ và Hoàng Thử Lang, tất cả từng chút từng chút tràn về trong đầu hắn. Tuy rằng một số chi tiết nhỏ vẫn còn mơ hồ, nhưng hắn đã nắm bắt được đại thể tình huống. Chu Gia Ngư từng nghĩ mình và con chim tên tế bát kia là bạn cũ, nhưng không thể khôi phục trí nhớ liên quan đến nó. Hắn cũng từng cố gắng hỏi người xung quanh về con chim này, nhưng ai cũng tỏ vẻ mơ hồ thậm chí lâm giác còn vỗ vai hắn cười nói chu gia ngư khôi phục không tệ nhỉ còn bắt đầu đùa giỡn mọi người chu gia ngư nghĩ tốt hơn hết là không hỏi thêm nếu đây là một cái tên mà không ai nhớ thì có lẽ thực sự không còn ai nhớ đến nó thể trạng của chu gia ngư ngày càng tốt hơn một ngày nọ hắn ngập ngừng đến gặp lâm trục thủy nói rằng hắn muốn bàn chuyện gì đó lâm trục thủy nhìn thấy vẻ mặt do dự của chu gia ngư bèn xoa đầu hắn, giọng ôn hòa hỏi có chuyện gì vậy. Tiên sinh, chu gia ngư kéo áo tê xuất của mình lên, quay lưng lại để lộ vết sẹo sau lưng, tiên sinh có thể giúp ta xăm hình để che vết sẹo này không? Vết thương do tai nạn xe để lại trên lưng chu gia ngư rất lớn và nổi bật, chạy ngang qua lưng, trông rất đáng sợ so với làn da trắng mịn của hắn. Chu Gia Ngư từng nhìn thấy vết sẹo này trong gương, và chính hắn cũng bị dọa lâm trục thủy khẽ vuốt nhẹ vết sẹo trên lưng chu gia ngư sau đó cúi xuống hôn vài cái lên vết thương không sao không xấu đâu nhưng ta thấy nó rất khó coi chu gia ngư quay đầu hỏi hình xăm có thể che lại được không có thể lâm trục thủy đáp ta sẽ nghĩ một hình đẹp chu gia ngư mỉm cười khoe mắt cong lên hắn từng thấy tay nghề xăm hình của lâm trục thủy không ai có thể sánh bằng người có hình gì trong đầu không lâm trục thủy hỏi tạm thời chưa có, tiên sinh giúp ta chọn là được rồi. Chu gia ngư nép vào lòng lâm trục thủy, vui vẻ cười khi lâm trục thủy cù vào người, đừng cù. Được, lâm trục thủy đáp, rồi hôn lên chán chu gia ngư. Không lâu sau, lâm trục thủy đã thiết kế xong hình xăm cho chu gia ngư. Đó là một con cá lớn màu xanh lam, đang tung mình khỏi mặt nước, với những giọt nước bắn tung tóe xung quanh. Đuôi cá kéo dài vừa vặn che hết vết sẹo dài trên lưng chu gia ngư nhìn vào hình xăm mới và hỏi lâm trục thủy đây là cá gì lâm trục thủy cười không có loài cá như thế ta thiết kế dựa trên hình dáng vết thương của ngươi nào nằm sấp xuống chu gia ngư ngoan ngoãn nằm xuống giường lâm trục thủy thắp một nén nhang bắt đầu xăm hình lên lưng chu gia ngư vì trước đó đã tắm thuốc chu gia ngư không cảm thấy đau đớn ngược lại thấy tê tê dại dại rất dễ chịu trong mùi hương nhẹ nhàng của nhang chu gia ngư thiếp đi khi tỉnh dậy lâm trục thủy đã hoàn thành hình xăm khi nhìn thấy hình xăm đẹp đẽ trên lưng mình với con cá màu xanh lam lung linh chu gia ngư không khỏi trầm trồ hắn đưa tay định chạm vào hình xăm nhưng lâm trục thủy giữ lại tạm thời đừng đụng vào sẽ đau đấy chu gia ngư gật đầu đồng ý ký ức dần khôi phục chu gia ngư nhớ lại những gì đã xảy ra khi hắn chết hắn nhớ về núi lửa mạnh gia và đài sen Tiên sinh, mạnh dương thiên cuối cùng thế nào rồi? Đây là điều Chu Gia Ngư quan tâm nhất. Hắn thực sự ghét mạnh dương tiên. Nếu lúc đó có đủ sức, hắn đã xông tới đánh cho hắn ta không nhận ra nổi. Tốt nhất là đánh chết luôn. Chết rồi. Lâm Trục Thủy thẳng thắn đáp. Sau khi đưa ngươi về, ta đã quay lại một chuyến. Chu Gia Ngư muốn hỏi thêm về cách mạnh dương tiên chết. Ban đầu Lâm Trục Thủy không muốn nói, nhưng sau nhiều lần bị hỏi, hắn đành thở dài. Ngươi là công chức ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tố cáo ta chứ? Chu gia ngư đáp, tùy tình huống mà xem. Lâm Trục Thủy liền dùng cầm vuốt ve đỉnh đầu của hắn, chậm rãi nói: ta giết hắn. Chu gia ngư sướng sờ, không ngờ Lâm Trục Thủy lại tự tay giải quyết mệnh Dương Thiên. Theo Lâm Trục Thủy lâu như vậy, hắn biết việc giết người rất kiêm kỵ, nhưng cân nhắc đến tâm trạng của Lâm Trục Thủy lúc đó, hắn cũng không ngạc nhiên. Nếu là hắn, có lẽ hắn cũng làm như vậy dù sao lúc đó hắn cũng suýt xiết mạnh dương thiên tuy nhiên cái chết đối với mạnh dương thiên có lẽ là sự giải thoát hắn sống chỉ để giúp các oan hồn mạnh thị được yên nghỉ và khi tâm nguyện hoàn thành hắn không còn gì để lo lắng chu gia ngư cũng nhắc tới tế bát và quyển sách của mạnh gia lâm trục thủy không cười mà nghiêm túc lắng nghe hắn nói ta đoán quyển sách đó phong ấn sức mạnh của kim ô lâm trục thủy nói kim ô có khả năng phục sinh ngươi quyển sách đó cũng có thể phục sinh người, nhưng vì chỉ có một phần sức mạnh của Kim Ô, nên khả năng phục sinh không hoàn chỉnh. Người được phục sinh chỉ trở về trạng thái trước khi chết, không phải là sự sống lại hoàn toàn, mà giống như bị nguyền rùa. Nhưng tại sao hắn lại phục sinh ta? Chu Gia Ngư thắc mắc. Bởi vì ngươi có thể cứu ta. Lâm Trục Thủy nở nụ cười, nếu không có ngươi, ta đã không còn tồn tại. Chu Gia Ngư trước đây vẫn nghĩ rằng Lâm Trục Thủy nói hắn giúp độ kiếp chỉ để an ủi, không ngờ đó lại là sự thật. Hóa ra, trong quyển sách đó có cảnh báo về tương lai nơi Lâm Trục Thủy bị ngọn lửa nuốt chửng và điều đó đã từng rất có khả năng xảy ra, chỉ là nhờ có Chu Gia Ngư mà mọi thứ đã thay đổi. Kim Ô trước lúc ly khai, có nhắc tới Thiên Đạo, ta đoán nó ám chỉ đến quy luật của trời đất. Lâm Trục Thủy tiếp tục giải thích, sự suy thoái của Phong Thủy cũng là theo quy luật đó. Kim Ô có khả năng phục sinh, điều này đi ngược lại ý trời. Vì thế, sức mạnh của Kim Ô đã bị phong ấn một phần để hạn chế. Nếu Lâm Trục Thủy chết đi, thì không biết bao giờ mới xuất hiện được người có thân thể cực dương phù hợp để thay thế, và Kim Ô coi như đã thất bại. Nhưng mệnh lý không chỉ có một con đường, và sự xuất hiện của Chu Gia Ngư đã phá vỡ quy luật đó. Cuối cùng, chính mệnh Dương Tiên đã thành công kích hoạt ngọn lửa cực dương trong cơ thể Lâm Trục Thủy thiêu hủy quyển sách phong ấn sức mạnh của Kim Ô. Tại sao Mạnh Dương Tiên biết cách này? Hiển nhiên là có liên quan đến Tế Bát. Nhưng tất cả giờ đã kết thúc, Chu Gia Ngư đã trở về cơ thể của mình và Lâm Trục Thủy không còn lo lắng về thân thể cực dương nữa. Khi cuộc trò chuyện đến đây, Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng, tiên sinh, còn thân thể của ta trước kia. Ta đã thiêu hủy nó, Lâm Trục Thủy nói, ta tự tay thiêu và chôn cất nó. Chu Gia Ngư nghe vậy, khoe mắt có chút cay xè, khi đó hẳn rất đau lòng phải không? Đúng vậy, Lâm Trục Thủy ôn tồn nói, khi đó ta đã định đi theo ngươi. May mà Lâm Giác tỉnh táo, nhắc nhở ta, nên mới không làm điều dại dột. Chu Gia Ngư nghe xong, lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng nếu mình khôi phục ký ức mà phát hiện Lâm Trục Thủy đã tuấn tình mà đi, hắn sẽ đau khổ và tuyệt vọng thế nào. Có thời gian chúng ta cùng đi thăm mộ, Chu Gia Ngư cỏ cọ vào cầm Lâm Trục Thủy, đóng cửa bia mộ lại. Lâm Trục Thủy nói, vậy bộ thân thể này của ngươi thì sao? Chu Gia Ngư nghĩ một lát, rồi vui vẻ nói, nếu ta đã sử dụng, vậy hay là táng cùng nhau đi. Cũng được, Lâm Trục Thủy gật đầu. Không lâu sau, Lâm Trục Thủy dẫn Chu Gia Ngư đi thăm mộ hai người hợp táng. Khi nhìn thấy tên mã vàng trên bia mộ, Chu Gia Ngư không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng dục Lâm Trục Thủy đổi bia mộ được lâm trục thủy đồng ý trở về thật tốt chu gia ngư cảm thán thật may ta đã trở về đúng vậy lâm trục thủy nói thật may ngươi đã trở về chu gia ngư mỉm cười dù thân thể khôi phục nhanh chóng so với trước đây vẫn còn kém chu gia ngư quá gầy lâm trục thủy ôm vào ngực thấy rất cộng tay vì thế lâm trục thủy chú tâm chăm sóc hắn mỗi ngày ăn bao nhiêu ăn như thế nào đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt Chu gia ngư thật sự ăn không nổi nhiều như vậy, nước mắt lưng tròng, cảm thấy mình như bị ép ăn, thật không ăn được nữa. Ít quá, ăn thêm hai cái nữa có được không? Lâm Trục Thủy bưng bát, giọng ôn hòa hỏi. Thật không nổi, Chu gia ngư gần như muốn khóc, quay sang nhìn Lâm Giác cầu cứu. Lâm Giác nói nhỏ, Trục Thủy, cũng không cần quá nhiều, gia ngư đã ăn một bát rồi. Lâm Trục Thủy không mặn không nhạt đáp, ngươi ăn còn nhiều hơn hắn, bụng ngươi cũng to hơn lâm giác nhăn mặt, nhưng nhìn chu gia ngư yếu đuối mong manh, cảm thấy không thể phản bác. Cuối cùng thở dài nói muốn giảm béo. chu gia ngư, sư bá, sao ngươi dễ dàng từ bỏ thế? Cuối cùng, dưới sự kiên trì của lâm trục thủy, chu gia ngư miễn cưỡng ăn thêm nửa bát nữa mới được tha. Thực ra, lâm trục thủy làm vậy cũng không sai, vì sau khi bị thương, chu gia ngư ăn rất ít, mỗi ngày chỉ một bát cơm, nên việc khôi phục rất chậm. Ăn no, Chu Gia Ngư nằm ườn trên ghế sa lông, xoa cái bụng tròn căng. Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh đùa, Chu Gia Ngư, ngươi thật giống một con cá lật bụng. Chu Gia Ngư lườm hắn một cái, ngươi là cá gì, cá quả à? Thẩm Nhất Cùng giận dữ, có thể không lấy làn da của ta ra đùa không? Đã đùa ba năm rồi, không thể đổi cái khác sao? Chu Gia Ngư đáp, được thôi, vậy khi nào ngươi mới yêu đương? Thẩm Nhất Cùng tức giận bỏ đi, để lại Chu gia Ngư mỉm cười thích thú. Trong phòng, ai cũng cười, ngay cả hoàng thử lang cũng bắt đầu kêu kèn kẹt. Chu gia Ngư nằm đó, bắt đầu buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng cảm thấy có ai đó đắp chăn mỏng lên người mình. Cảm giác ấm áp ấy khiến Chu gia Ngư ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, hắn thấy Lâm Trục Thủy đang ngồi bên cạnh, chậm rãi đọc một quyển sách. Chu gia Ngư mở mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt lâm trục thủy ánh sáng mặt trời chiếu lên vai và tóc anh tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp khoảnh khắc này cả linh hồn lẫn thân thể chu gia ngư đều cảm nhận được sự dễ chịu khó tả giống như hắn đang nằm trên một lớp lông mềm mại mắt tự nhiên lại nhắm lại tỉnh rồi à lâm trục thủy phát hiện sự thay đổi trong hơi thở của chu gia ngư mở miệng hỏi ừ tỉnh rồi giọng chu gia ngư có chút khàn khàn hôm nay trời đẹp quá Đúng vậy, rất đẹp. Lâm Trục Thủy lại gần, hôn nhẹ lên môi hắn, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Chu Gia Ngư cười gật đầu, được chứ? Chu Gia Ngư bò dậy khỏi ghế sa lông, miễn cưỡng ngáp một cái rồi cùng Lâm Trục Thủy đi ra ngoài dạo một vòng. Hai người đi từ sân trước ra sân sau, không biết nghĩ sao, Chu Gia Ngư đột nhiên muốn xem cành cây của cây tổ thụ, thế là họ đi đến nơi trồng cây tổ thụ. Nơi này âm khí rất nặng, thường không có ai lui tới giờ chu gia ngư đã không còn là cực âm thân thể nên không lo bị ảnh hưởng khi hắn còn cách tổ thụ một đoạn ánh mắt nhạy bén của chu gia ngư bắt gặp một điểm xanh biếc trên cành cây khô điểm xanh biếc ấy thật bắt mắt nổi bật giữa đám cây khô héo thu hút toàn bộ sự chú ý của chu gia ngư nảy mầm rồi chu gia ngư vui mừng nói chạy nhanh đến bên cạnh tổ thụ hắn nhận ra rằng mảng xanh biếc nhìn thấy từ xa không phải là ảo giác mà là một chồi non nhỏ xíu đang mọc ra từ cây tổ thụ, dù chỉ bằng hạt gạo, nhưng rõ ràng tồn tại. Nảy mầm rồi, Lâm Trục Thủy cũng sắp nhận lời của Chu Gia Ngư, có vẻ anh cũng hơi kinh ngạc, không ngờ sát suất nhỏ như vậy mà Chu Gia Ngư lại gặp phải. Chu Gia Ngư cười tít mắt, trong miệng lẩm bẩm con trai của ta tức phụ cuối cùng có tin tức. Nhìn tổ thụ, hắn nghĩ đến Từ Kinh Hỏa mất tích. Từ khi đưa đất khoái đến, Từ Kinh Hỏa không còn tin tức. Ở trong tình trạng sống chết không rõ Không biết hắn còn sống hay đã chết Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Chu Gia Ngư Nhưng hắn không tìm hiểu sâu Chỉ nghĩ có lẽ ở một mức độ nào đó Cái chết có thể là sự giải thoát cho từ kinh hỏa Giống như Lâm Trục Thủy đã nói Đôi khi sống sót mới là sự dần vặt Buổi tối hôm đó Mọi người đều biết tin tổ thụ này mầm Phản ứng lớn nhất dĩ nhiên là tiểu chỉ Sau khi nghe tin Nó hưng phấn nhảy lên vai Chu Gia Ngư dùng đầu nhỏ cọ vào mặt hắn. Chu Gia Ngư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói tiểu chỉ à, ngươi kiềm chế chút, đừng cọ đến khi ta chọc đầu. Bên cạnh, Hoàng thử lang kèn kẹt thét lên như đồng tình với Chu Gia Ngư. Nhưng lời này cũng không thể ngăn cản tiểu chỉ đang hưng phấn, sau khi cọ xong Chu Gia Ngư, nó lặng lẽ chuyển ánh mắt sang lâm trục thủy. Chu Gia Ngư, đây là nguyện vọng lớn nhất của ngươi đúng không? Nhưng ba ba cũng không giúp được ngươi đâu, nhi tử hà. Lâm Trục Thủy có mái tóc đẹp, mềm mại và sạch sẽ, buộc gọn gàng sau ót. Chu Gia Ngư từng sờ qua một lần, cảm giác rất dễ chịu, lại có mùi hương đàn hương, khiến hắn chỉ muốn chôn đầu vào đó mà cỏ. Tiểu chỉ đáng thương nhìn Chu Gia Ngư đầy hy vọng. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nghĩ, người muốn sờ tóc đại ba ba, không nên làm vẻ đáng thương với hắn. Dù Lâm Trục Thủy bây giờ không còn là cực dương thể chất, nhưng tiểu chỉ vẫn có chút sợ anh, chỉ dám nhìn mà không dám động vào. Chu Gia Ngư chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm Trục Thủy ôm Tiểu Chỉ lên, đặt nó lên vai mình. Tiểu Chỉ mắt sáng rực, nhưng vẫn thận trọng hỏi, "Đại ba ba, ta có thể sờ tóc ngươi không?" "Ừ," Lâm Trục Thủy nói. Được Lâm Trục Thủy cho phép, Tiểu Chỉ bắt đầu sờ tóc anh, tuy không dám sờ mạnh như Chu Gia Ngư, nhưng cũng đủ để nó thấy hài lòng. Mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, Chu Gia Ngư cũng không khỏi bật cười, nghĩ thầm Lâm Trục Thủy quả là một ba ba tốt tiểu chỉ thỏa mãn nguyện vọng lâu nay, cảm thấy rất vui. Chu Gia Ngư chú ý thấy tiểu chỉ khi từ vai lâm trục thủy xuống, còn nắm một sợi tóc dài. Chu Gia Ngư ôm nó, hỏi muốn làm gì với sợi tóc. Tiểu chỉ khe khẽ nói vào tai Chu Gia Ngư, con muốn buộc tóc ba ba và đại ba ba lại với nhau, như vậy ba ba sẽ không bao giờ rời bỏ con. Chu Gia Ngư nghe vậy, lòng chợt thấy xót xa, nghĩ đến giai đoạn mình mất tích, không biết tiểu chỉ đã gắng gượng ra sao may mắn thay cuối cùng hắn cũng trở về khi sức khỏe của chu gia ngư đã cải thiện đáng kể lâm trục thủy bất ngờ đề cập đến chuyện kết hôn hợp pháp chu gia ngư khi đó còn chưa hiểu rõ ý định ngơ ngác hỏi lâm trục thủy tại sao muốn làm như vậy lâm trục thủy nhìn hắn ánh mắt kiên định ta muốn chính thức hợp pháp cùng ngươi sống bên nhau mãi mãi chu gia ngư sững sờ một lúc rồi lập tức mỉm cười tuyệt quá nghe chu gia ngư đồng ý một cách thẳng thắn như vậy Lâm Trục Thủy dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay nắm chặt tay Chu Gia Ngư, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, đừng rời xa ta nữa, được không? Được, Chu Gia Ngư giơ tay lên, hôn nhẹ lên mờ u bàn tay của Lâm Trục Thủy, ta hứa sẽ không bao giờ rời xa ngươi. Lâm Trục Thủy ôm chặt Chu Gia Ngư, như muốn hòa quyện cả hai vào làm một, anh thì thầm cảm ơn ngươi. Chu Gia Ngư hôn lên cầm Lâm Trục Thủy, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Gặp được ngươi, là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn